đội U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ bước ra sân thống nhất để chuẩn bị cho trận đấu bắt đầu. Kể từ năm 2002 đến nay thì bóng đá Việt Nam luôn có mặt ở các vòng đấu chung kết U19 khu vực châu Á. Chính vì vậy, ở bảng đấu này mặc dù có Nhật Bản thì đội Việt Nam cũng đang kỳ vọng ít nhất là sẽ có được vị trí thứ hai, có thành tích tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lễ cử quốc thiều của hai quốc gia. Đầu tiên sẽ là quốc ca của Mông Cổ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với quốc ca Việt Nam. Chúng ta cũng biết trên sân vận động thống nhất này thì đội U18 Việt Nam cách đây không lâu đã để thua đội U18 Campuchia, và khi đó thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phải từ chức, và giờ đây thì phù thủy trắng Philip Jouzier, một huấn luyện viên người Pháp, đã trở thành huấn luyện viên của đội U19 Việt Nam. Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Ả Rập Saudi, ông Khalid Saleh Anturas. Trọng tài trợ lý 1 là ông An Sultan, trợ lý 2 là trọng tài người Myanmar Aumo, và trọng tài người Trung Quốc là trọng tài thứ 4 Sang Jinghao. Và bây giờ đây thì chúng ta đến với đội hình xuất phát của đội chủ nhà U19 Việt Nam ở trong trận đấu ngày hôm nay. Trong khung thành là thủ môn người Đắk Lắk Elinie, số 2 Hồ Khắc Lương, số 3 Trần Quang Thịnh, số 6 Lương Duy Cương, số 7 Trần Mạnh Quỳnh, số 8 Huỳnh Công Đến, số 9 Nguyễn Kim Nhật, số 10 Nguyễn Văn Tùng, số 12 Nguyễn Thành Khôi, số 18 Nguyễn Duy Triết, và số 21 là Phan Tuấn Tài. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Philip Benatoussier, có biệt danh là Phù Thủy Trắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội Mông Cổ. Trong thành là thủ môn áo số 1 Ranjit Anand, số 2 Jack Lan, số 3 Edene Tuya, số 5 Gareth Oates, số 8 Bad Moon, số 9 đội trưởng Burep Suren, số 10 Oyun Tuya, số 11 Maran Chimet, số 12 Moon Sakhan, số 16 Batut, và số 20 đó là Enbon.
trong lịch sử các lần tham dự của vòng chung kết U19 châu Á thì bóng đá Việt Nam đã từng giành quyền vào vòng bán kết năm 2016. Và chúng ta cũng biết là năm 2017 U19 Việt Nam sau đó đã tham dự vòng chung kết U20 thế giới và trở thành đội bóng đầu tiên khu vực Đông Nam Á giành được điểm ở giải đấu đẳng cấp thế giới sau khi có trận hòa 0-0 trước New Zealand. Ở giải đấu đó thì U20 của Việt Nam đã thua Pháp 0-4, rồi thua Honduras 0-2, hòa New Zealand và đứng chót bảng, chia tay ngay từ vòng bảng. Nhưng dù sao cũng đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được điểm ở một kỳ World Cup U20 thế giới. Và lúc này đây thì trọng tài người Ả Rập Saudi, ông Anturas, đã cho hiệp đấu thứ nhất trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ chính thức bắt đầu. U19 Việt Nam trong trang phục áo quần màu trắng bảo vệ khung thành bên phần sân bên trái trong hiệp đấu thứ nhất. Và các cầu thủ U19 Mông Cổ trong trang phục áo xanh có viền tay màu trắng bảo vệ khung thành bên phần sân bên phải. Dựa vào kết quả bốc thăm chia vào các bảng thì đội Việt Nam ở nhóm hạt giống thứ hai, còn đội Mông Cổ ở nhóm hạt giống thứ ba, Đảo Gam ở nhóm hạt giống thứ tư, và tất nhiên U19 Nhật Bản là đội bóng nằm ở nhóm hạt giống số 1. Hiện tại trong số 11 bảng đấu thì bảng C đã hoàn thành vòng đấu bảng của mình và đã xác định đội đứng nhất bảng, đó là Tajikistan. Tajikistan đã trở thành đội bóng đầu tiên có mặt ở Uzbekistan vào năm 2020. Đội Liban thì đang đứng vị trí thứ hai với 4 điểm. Thái Lan thì ngày hôm nay cũng đã có được trận đấu thứ hai và họ đã toàn thắng sau 2 trận, ghi tổng cộng 30 bàn. Mới đây nhất trong ngày hôm nay thì họ đã thắng đảo Northern Mariana với tỷ số là 21-0. Thái Lan ở trong trận đấu đầu tiên thì thắng Brunei với tỷ số là 9-0. Lào đã gây bất ngờ khi có trận ra quân đầu tiên hòa Australia với tỷ số là 2-2. Các đội bóng đá trẻ trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Lào và Campuchia trong thời gian gần đây đã có rất nhiều sự tiến bộ. Campuchia trận đấu đầu tiên thua Malaysia với tỷ số sát nút là 4-5. Và trong trận đấu ngày hôm nay thì họ đã thắng với tỷ số 9-0 trước Brunei. Huấn luyện viên trưởng của đội U19 Mông Cổ đó là huấn luyện viên Ristalab người Slovakia. Ở trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Philip Trussier đã tung ra sân đến 3 tiền đạo, đó là Trần Mạnh Quân, rồi Nguyễn Kim Nhật và đặc biệt là cầu thủ nhỏ con máu số 10 Nguyễn Văn Tùng của Thanh Hóa. Nguyễn Văn Tùng lúc này chơi ở vị trí trung phong. Và bây giờ là cơ hội tấn công cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Đã có lỗi việt vị rồi. Vừa rồi là một pha phối hợp tốt của các cầu thủ chủ nhà Việt Nam. Người rơi vào thế việt vị đó là Huỳnh Công Đến. Huỳnh Công Đến xuất thân từ PVF và mùa rồi chơi cho đội hạng nhất của Phố Hiến, đội giành vị trí Á quân của giải hạng nhất quốc gia. Rồi sau đó đã thua trận playoff trước Thanh Hóa với tỷ số 0-1, không thể giành quyền lên chơi V-League ở mùa giải năm sau. Lúc này đây thì các cầu thủ chủ nhà đang kiểm soát bóng tốt. Hồ Khắc Lương. Hồ Khắc Lương đang được đẩy lên rất cao.
Mặc dù ra sân với 5 cầu thủ đăng ký danh sách là hậu vệ, nhưng chúng ta cũng có thấy là huấn luyện viên Philip Trussier đã bố trí với sơ đồ là 3 hậu vệ. Cơ hội không vào. Cơ hội rất rõ ràng nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thể tận dụng được. Khá đáng tiếc. Vừa rồi là cơ hội cho tiền đạo mang áo số 9 Nguyễn Kim Nhật của Viettel. Nguyễn Thành Khôi. Huỳnh Công Đến. Và ngoặt bóng khá tốt. Không được. Cú dứt điểm từ xa, đó là pha dứt điểm của tiền vệ mang áo số 9 Burep Suren, đội trưởng của đội U19 Mông Cổ. Lúc này hai cầu thủ chơi vị trí tiền vệ trung tâm của U19 Việt Nam đó là Huỳnh Công Đến và số 12 Nguyễn Thành Khôi. Huấn luyện viên Philip Trussier đã bố trí sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Bóng vẫn còn trong cuộc. Cầu thủ U19 Việt Nam đã thiếu tập trung trong tình huống này. Khá nguy hiểm. Kususa. Cầu thủ U19 Mông Cổ chủ yếu thực hiện các pha dứt điểm từ xa, với việc nằm cùng bảng với Mông Cổ và đảo Guam, nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ có 6 điểm nếu như các bản đấu khác, những đội bóng có trình độ ngang bằng nhau thì việc có 6 điểm rất dễ nằm trong nhóm 4 đội như bảng thành tích tốt nhất. Quả đá biên cho các cầu thủ U19 Mông Cổ. Hiện tại cũng có một nhóm cổ động viên của Việt Nam đã có mặt trên khán đài để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Philip Trussier. Ông Philip Trussier đã đến với bóng đá Việt Nam với vai trò là giám đốc kỹ thuật của lò đào tạo bóng đá trẻ PVF. Rồi sau khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức sau thất bại của giải U18 vừa rồi, thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã mời ông Philip Trussier dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Đang trong tầm kiểm soát của các thủ chủ nhà. Đường chuyền của Lương Duy Khương. Hồ Khắc Ngọc. Đây là Hồ Khắc Lương, đường chuyền, cơ hội, đi vào, không vào. Các cầu thủ U19 Mông Cổ đã kịp thời giải nguy trong pha thoát xuống của Hồ Khắc Lương. Đường chuyền của Hồ Khắc Lương đã không đến được các đồng đội của mình. Hồ Khắc Lương là cầu thủ thuộc là đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Như vậy là trọng tài xác định lỗi của đội U19 Việt Nam. Quả đá phạt cho đội Mông Cổ. Lúc này thì các cầu thủ U19 Việt Nam đã tạo được nhiều sức ép. Công Đến, Trần Quang Thịnh. Trần Quang Thịnh là đội trưởng của U19 Việt Nam. Không được, những pha phối hợp không tốt của các cầu thủ U19 Việt Nam. Khoảng trống, Hồ Khắc Lương.
Tuy nhiên trong tình huống này thì Hồ Cát Lương đã đi bóng hơi dài, khá đáng tiếc. Chúng ta cũng có thể thấy là đường truyền khá tốt cho Hồ Cát Lương. Khá đáng tiếc là cầu thủ chạy cánh phải của U19 Việt Nam đã có một tình huống kiểm soát bóng không thành công. Hồ Cát Lương đã phạm lỗi. Trong phút đầu tiên trận đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam chủ yếu triển khai bóng bên hàng lang cánh phải. Như vậy Hồ Khắc Lương đã bị đau nên các cầu thủ U19 Việt Nam đã chủ động đưa bóng ra ngoài. Khi lui về phòng ngự thì chúng ta cũng có thấy là tất cả các cầu thủ được đăng ký là hậu vệ của Việt Nam trận đấu ngày hôm nay đều đã lui về, với 5 cầu thủ là Hồ Khắc Lương, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cương, rồi Nguyễn Duy Triết và Phan Tuấn Tài. Rồi nguy hiểm, cú sút xa rất nguy hiểm, bóng đã tìm sang ngang khung thành. Một pha ra chân đầy bất ngờ. Và đó là tình huống dứt điểm của Edene Tuja, may mắn đã đến với khung thành của thủ môn Ieli Nie. Phút vừa qua mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chúng ta cũng thấy là các cầu thủ U19 Việt Nam cũng chưa tạo ra được một lối chơi thật sự gắn kết. Chủ yếu là các tình huống triển khai bóng bên hành lang cánh phải cho Hồ Khắc Lương. Nhưng lúc này đây thì một tình huống để mất bóng ở khu vực giữa sân của Huỳnh Công Đến. Nhưng lúc cầu thủ áo số 12 đã lấy được bóng. Một pha triển khai bóng rất nhanh của Nguyễn Thành Khôi. Dù vậy cú chuyền bóng bằng một tình huống vô lê của Nguyễn Thành Khôi, cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Gia Lai đã đưa bóng đi quá mạnh. Và trong tình huống đó thì Phan Tuấn Tài đã không thể theo kịp. Ojun Tuya. Viên Trụ Xe đã đến dẫn dắt U19 Việt Nam cách đây gần 2 tháng và cũng đã có một giải đấu tại Thái Lan khá tốt, nhận quyền vào đến trận đấu chung kết.
nhưng đây mới chính là một giải đấu thật sự để kiểm tra năng lực của thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier. Một pha đi bóng rất nhanh. Như vậy tình huống đi bóng tắc độ vừa rồi của Hồ Khắc Lương đã không thể tạo nên đường truyền thuận lợi cho tiền đạo mang áo số 10 là Nguyễn Văn Tùng. Nguyễn Văn Tùng lúc này đang khá đói bóng ở trên hàng công của đội U19 Việt Nam. Để vô bóng rồi. Hồ Khắc Lương, Kim Nhật và phối hợp cho Hồ Khắc Lương. Bóng đã bật vào người của Musa Khan. Lúc này thế trận tấn công của U19 Việt Nam chưa thực sự cân bằng khi họ chủ yếu đi bóng về là cánh phải. Kim Nhật đường chuyền, cơ sút không vào. Bóng đã bật vào Thanh Tùng thì phải. Như vậy trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Văn Tùng đã trở thành hậu vệ bất đắc dĩ bên phía đối phương, cản trở đường dứt điểm của đồng đội. Hồ Khắc Lương đã có lỗi việt vị rồi. Trong tình huống vừa rồi phải nói là may mắn đã đến với các cầu thủ U19 Mông Cổ. U19 Việt Nam đã có một tình huống phối hợp tấn công khá đẹp, nhưng đáng tiếc rằng sự may mắn đã không đến với đội chủ nhà ở trong pha dứt điểm vừa rồi. Ta cùng xem lại tình huống thoát xuống của Hồ Khắc Lương, người đang bị đau trên sân bên phía Mông Cổ, đó là tiền vệ Gerel Ot. Với thế trận như thế này, có lẽ bàn thắng đến với U19 Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Dù chưa thật sự chơi nhung nhuyễn trong các tình huống phối hợp, nhưng đội bóng áo trắng vẫn có những tình huống tấn công tốt hơn và gây được sức ép lớn về phía khung thành của thủ môn Sanchi Anan. Còn đối với các thủ Mông Cổ thì họ dường như không có một pha phối hợp nào thật sự tốt. Hồ Khắc Lương. Một pha phối hợp tốt. Cơ hội đường chuyền. Văn Tùng đã không thể có được tình huống dứt điểm. Kim Nhật, Khắc Lương. Cú dứt điểm. Một pha đè bóng dứt điểm của Huỳnh Công Đến. Công Đến có xu hướng nhô cao hơn so với cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Nguyễn Thanh Khôi. Nguyễn Thanh Khôi chơi hơi thấp hơn và kết nối giữa các tuyến. Trong khi đó thì Công Đến thường xuyên dâng cao. Sát rất nhanh. Kim Nhật di chuyển khá tốt rồi, quá người rồi, không được, vẫn không thể có được tình huống kết thúc. Đường truyền của Kim Nhật là rất tốt, nhưng trong tình huống vừa rồi thì có lẽ Mạnh Quỳnh đã vẫn còn thiếu tốc độ. Hồ Khắc Lương, Kim Nhật, Thanh Khôi. Pha mở bóng khá tốt.
Cơ hội để dứt điểm không vào. Liên tiếp những tình huống tấn công và sóng gió đã thật sự đến với khung thành của thủ môn Sanchi Anan. Vừa rồi là tình huống kết thúc của Trần Mạnh Quỳnh, cầu thủ của La Đào Tạo Sóc Lam Nghệ An. Và bây giờ Trần Mạnh Quỳnh sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho đội U19 Việt Nam. Liên tiếp những tình huống kết thúc đã được các cầu thủ U19 Việt Nam tạo ra. Vẫn còn cơ hội rất trống trải. Lại là một tình huống ngoặt bóng chưa thật sự tốt của Trần Mạnh Quỳnh. Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Kim Nhật là ba cầu thủ đang đá cao nhất ở trên hàng công. Thành Khôi, Duy Cương, và phán đoán ý đồ tốt của Mạnh Quỳnh. Và bây giờ là một tình huống đá phạt cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Một vị trí đá phạt sẽ rất nguy hiểm. Các cầu thủ U19 Việt Nam đã thực hiện tình huống đá phạt ngay, nhưng trọng tài đã không cho phép và yêu cầu các cầu thủ U19 Việt Nam thực hiện lại tình huống phối hợp đá phạt này, phải chờ tiếng còi. Và bây giờ thì chúng ta hãy chờ xem các thủ U19 Việt Nam sẽ thực hiện tình huống đá phạt này như thế nào. Không thành công. Đã có nhiều tình huống tấn công nhưng bàn thắng vẫn chưa đến cho các thủ U19 Việt Nam. Lỗi chạm tay rồi. Đó là pha để bóng chạm tay của Oyun Tuya. Duy Cương. Từ đầu trận đấu đến giờ đến thời điểm này, hơn nửa thời gian hiệp một đã trôi qua, các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn thực hiện những bàn tấn công bên hàng cánh phải của Hồ Khắc Lương. Một pha tranh cướp bóng phạm lỗi của Nguyễn Văn Tùng. Đây là Nguyễn Văn Tùng của Thanh Hóa, một trong những nhân vật cực kỳ quan trọng đã giúp cho Thanh Hóa lần đầu tiên giành chức vô địch U17 quốc gia ở trong năm nay, sau khi đã cầm hòa BVF ở trận đấu chung kết và thắng trên những loạt sút luân lưu, và đó là chức vô địch U17 quốc gia đầu tiên của U17 Thanh Hóa. Và Nguyễn Thanh Tùng đã trở thành vua phá lưới của giải với 6 bàn. Một pha chuyền bóng khá tốt, Kim Nhật.
Kim Nhật là một cầu thủ đi bóng rất tốc độ và cũng là một cầu thủ có lối chơi rất sáng tạo từ đầu trận đấu đến giờ. Vừa xông xáo, vừa có thể quan sát trong trận đấu tốt, tung ra những đường chuyền sắc nét trong đội của mình. Công đến, đường chuyền mở cánh khá tốt của Công đến cho Tuấn Tài. Chuyền vào, cơ hội kết thúc. Vẫn không có được một pha đánh đầu chính xác. Liên tiếp những cơ hội đã đến cho các cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng vấn đề lớn của họ đó là không ghi bàn. Các chân sút ở phía trên không thể thực hiện được những tình huống ngon ăn thật sự của mình. Phút thứ 25 trận đấu, bàn thắng vẫn chưa đến. Công đến, một tình huống không che bóng hơi dài, đó là pha xử lý không tốt của Mạnh Quỳnh. Đến thời điểm này thì đội U19 Việt Nam đã có tỷ lệ kiểm soát bóng là 64% so với 36% của Mông Cổ. Duy Cường, Quang Thịnh, Thanh Khôi, Công đến, Hồ Khắc Lương, lỗi đây là Kim Nhật. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì Văn Tùng đã di chuyển trước so với đường chuyền của Kim Nhật. Đây là Công đến, là cầu thủ thi đấu rất năng nổ, khá mạnh mẽ ở khu vực giữa sân. Cuộc đánh đầu không có gì nguy hiểm cho thủ thành Y Alinie. Duy Triết, Thành Khôi, đường chuyền của Duy Cường. Còn quá nhiều đường chuyền xa và thiếu đi sự kết nối. Các cầu thủ U19 Việt Nam cần phải có lối chơi gắn kết hơn, phối hợp ngắn, nhỏ và nhuyễn hơn, từng nhóm 3 người trở lên. Lối chơi hơi rời rạc. Huỳnh Công đến, Kim Nhật, cơ hội kết thúc không vào. Đó là pha kết thúc của Trần Mạnh Quỳnh. Không như vậy, người thực hiện pha dứt điểm vừa rồi đó là Phan Tuấn Tài, cầu thủ chạy cánh trái. Tài cùng xem lại đường chuyền khá tốt, một pha chuyền bóng căng ngang rất thuận lợi của Kim Nhật cho đồng đội của mình. Như vậy pha kết thúc của Phan Tuấn Tài, bóng đi hơi nhẹ mà lại ngay vị trí của thủ thành Sachi Anan. Quang Thịnh, Duy Cường, Duy Triết, một pha xử lý bóng khá tốt nhưng lại đi bóng quá cá nhân ở trong tình huống vừa rồi. Cầu thủ U19 Việt Nam đã nhanh chóng ập vào lấy bóng. Elinie, Duy Triết,
phút thứ 30 của trận đấu rồi, nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0. Duy Cường, một pha xử lý không tốt của Hồ Khắc Lương. Hồ Khắc Lương đầu trận cũng rất thường xuyên lên tham gia tấn công, tuy nhiên trong phút vừa qua thì đã chơi hơi lùi về và Kim Nhật đã dạt qua bên hành lang cánh phải nhiều hơn. Pha xử lý tốt của Tuấn Tài. Tuy nhiên ngay sau đó thì cầu thủ mặc áo số 21 Phan Tuấn Tài của Viettel đã để bóng đi hết đường biên dọc. Đến thời điểm này, ngoài tình huống sút xa của Edene Tuja bật sang ngang khung thành của U19 Việt Nam, thì các cầu thủ U19 Mông Cổ gần như không có một pha kết thúc nào có thể gây được nguy hiểm. Họ chủ yếu thực hiện những pha dứt điểm từ xa, không có các tình huống phối hợp. Duy Cường lại là một pha chuyền bóng sai. Văn Tùng, đường chuyền của Văn Tùng rất tốt. Kim Nhật, là Kim Nhật. Kim Nhật đã quyết định thực hiện pha kết thúc. Trong vòng trước đó chúng ta cũng có thể thấy Nguyễn Văn Tùng đã thực hiện một pha chuyền bóng rất đẹp. Đây là một pha xử lý khá khéo của cầu thủ người Thanh Hóa. Tuy nhiên trong vòng này thì Nguyễn Kim Nhật, cầu thủ của là đào tạo Viettel, đã quyết định thực hiện pha dứt điểm. Đó cũng là một trong những quyết định tương đối tốt, bởi vì phía trong Văn Tùng đã bị bao vây rất đông các cầu thủ U19 Mông Cổ. Ông và lên tham gia tấn công rất tốt của chúng ta, cơ hội chuyển lại rất hay, xử lý đẹp mắt, kết thúc và xử lý khá tốt của Trần Mạnh Quỳnh, nhưng thủ môn Sanchi Anand đã suýt cơ. Đây là một trong những pha dứt điểm đẹp nhất từ đầu trận đấu giờ của các cầu thủ U19 Việt Nam. Một cầu thủ của U19 Mông Cổ đang bị đầu trên sân. Là một nhóm cổ động viên ngôi sao vàng rất là nhiệt tình với bóng đá Việt Nam. Mặc dù chỉ là một nhóm cổ động viên nhỏ thôi, nhưng lúc nào cũng tạo nên một không khí rất sôi động. Đó là ông Philippe Jouzier, người có biệt danh là Phù Thủy Trắng, khi đã có rất là nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực châu Phi như là Nam Phi, Burkina Faso và bờ biển Nga. Mạnh Quỳnh đánh đầu, đã có lỗi của cầu thủ U19 Việt Nam. Nhưng qua phạt bên góc trái thì Mạnh Quỳnh, cầu thủ thuận chân trái, thường là người thực hiện những pha đá phạt.
Duy Triết. Tình huống xử lý khá nguy hiểm của hàng thủ Duy Cường. Thành Khôi. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi thì các thủ U19 Việt Nam đã thoát pressing rất hay. Hồ Khắc Lương. Lại là những pha đi bóng hơi tối của Hồ Khắc Lương. Bình công đến. Pha bắn cắt cơ hội không vào. Đó không phải là pha dứt điểm của Nguyễn Văn Tùng mà là một tình huống phá bóng của các cầu thủ U19 Mông Cổ. Đó là một tình huống nguy hiểm đầu tiên của Nguyễn Văn Tùng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên cầu thủ người Thanh Hóa đã băng vào và thực hiện pha kết thúc không tốt, không chính xác. Và Juliet Oates đã băng vào phá bóng may cho các thủ Mông Cổ là bóng không vào lưới. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc thứ 5 cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Hồ Khắc Lương là người thực hiện quả phạt góc này. Bình công đến. Tuy nhiên bài phối hợp không thành công. Nguyễn Thành Khôi là người đã tung ra pha chuyền bóng cuối cùng nhưng không có một sự hiểu ý với các đồng đội của mình. Tuyến giữa đang để một vị trí khá trống, rất nguy hiểm. Cú sút xa. Chúng ta lại một lần nữa thấy các cầu thủ U19 Mông Cổ có khả năng thực hiện những cú kết thúc từ xa nguy hiểm như thế nào. Và vừa rồi là pha dứt điểm của Bartos. Thủ thành Ialinie đã phải rất tập trung, đã buộc phải bay hết người mới có thể đẩy bóng ra. Trước đó là một pha kết thúc bật xa của Tuja. Và lần này là một pha kết thúc cũng rất khó chịu khác. Quả đá phạt góc đầu tiên cho các thủ U19 Mông Cổ. Cú sút xa. Dù thời gian kiểm soát bóng của các thủ U19 Việt Nam đến thời điểm này là nhiều hơn rất nhiều, nhưng chúng ta cũng có thể thấy là chưa có một sự gắn kết tốt. Hoàng Thịnh công đến. Duy Cường. Thành Khôi. Vẫn là Thành Khôi. Xử lý khá tốt. Hồ Khắc Lương. Thành Khôi đã thoát pressing rất tốt ở trong tình huống vừa rồi. Khắc Lương cơ hội. Vẫn là một pha chuyền bóng hơi mạnh và Văn Tùng cũng không thể kịp băng xuống trong pha bóng vừa rồi. Văn Tùng vẫn hơi chậm một nhịp so với đường chuyền của đồng đội. Có khá nhiều những pha băng xuống và lăn cánh phải, những pha chuyền bóng cắt mặt, những các tiền đạo của U19 Việt Nam vẫn chưa thể có được một pha dứt điểm thực sự tốt. Duy Triết công đến. Khi mà Thành Khôi dâng cao thì công đến lui về để đứng sát với các hậu vệ của mình. Thành Khôi. Và xử lý tốt. Rất tốt ở trong tình huống vừa rồi. Hồ Khắc Lương không có được cú vô lề. Cơ hội phản công cho các thủ Mông Cổ. Nhưng ngay sau đó thì Quang Thịnh đã áp sát. Công đến Nguyễn Thành Khôi. Pha chuyền bóng khó chịu.
không có penalty. Và bắt bóng tốt của Anan. Đây là một pha chuyền bóng có điểm rời khó chịu của Nguyễn Thành Khôi. Mạnh Quỳnh đã hơi thiếu sức trướng ở trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên trong phỏng vừa rồi thì Sanchi Anan đã băng ra rất nhanh. Thời gian kiểm soát bóng của U19 Việt Nam vẫn cao hơn rất nhiều, 69%. Điều kiện rất tốt. Mạnh Quỳnh đúng tài. Hoàng Thịnh các cầu thủ Mông Cổ đã lùi về phòng ngự rất đông. Với một hàng phòng ngự dày đặc như thế thì phải nói là cũng sẽ rất khó đá cho U19 Việt Nam lúc này. Vẫn còn trong cuộc. Tình huống phát bóng rất tốt của Hùng Khắc Lương và đã bị cầu thủ Mông Cổ phạm lỗi. Quả đá phạt cho các thủ U19 Việt Nam. Phút thứ 41 của trận đấu rồi. Chỉ còn 4 phút chính thức của hiệp 1 nữa mà thôi. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Mặc dù các thủ U19 Việt Nam đã tạo ra rất nhiều những cơ hội. Và xử lý tốt. Và góc cho U19 Việt Nam với tình huống che chắn tốt của tiền vệ cũng đến. Thống kê số lần thực hiện những tình huống dứt điểm thì Việt Nam đã có 11 lần. Mông Cổ cũng có được 3 cú sút. Hai cầu thủ của Việt Nam đã thoát xuống. Khang Lương chuyền bóng quá mạnh nhưng không đến. Không kịp. Đây là một pha quan sát và thực hiện đường chuyền tốt của Huynh Công đến nhưng hơi mạnh do pha di chuyển của Kim Nhật. Ở hành lang cánh trái, Tuấn Tài ít nhô cao hơn như là Hồ Khắc Lương. Chính vậy mà chúng ta rất ít thấy những tình huống phối hợp tấn công bên hành lang cánh trái của U19 Việt Nam. Sự thiếu cân bằng trong những tình huống lên tham gia tấn công ở hai biên đang khiến cho đội U19 Việt Nam chưa có những sự đột biến và cũng không dàn trải được hàng thủ của đối phương. Do vậy mà chúng ta cũng có thể thấy là hàng thủ của U19 Mông Cổ đã tập trung nhiều hơn bên hành lang cánh trái của họ để bắt Hồ Khắc Lương. Duy Triết, Quang Thịnh, Duy Triết, Mạnh Quỳnh, Kim Nhật. Kim Nhật đã chuyển hơi vội trong phòng vừa rồi. Các thủ Mông Cổ xử lý khá an toàn. Đó là pha phá bóng của Moon Khasai Khan.
Cương, Thành Khôi đã có lỗi, một tình huống phạm lỗi với cầu thủ mặc áo số 12. Nguyễn Thành Khôi đã bị phạm lỗi trong tình huống này. Lỗi đá sau, một lỗi đá sau rất rõ ràng của Bastos. Bastos là cầu thủ trước đó tung ra pha cắt từ xa rất nguy hiểm. Phút cuối cùng chính thức của hiệp thi đấu thứ nhất, tỷ số vẫn đang là 0-0 và 2 phút sẽ được cộng thêm cho hiệp thi đấu này. Tài đến với quả đá phạt của các thủ U19 Việt Nam. Một pha chuyền bóng hơi mạnh của Huỳnh Công Định. Quá nhiều những cơ hội nguy hiểm cứ lần lượt trôi qua. Duy Cương, Duy Cương đã mạnh dạn đột phá trong pha bóng vừa rồi, rất kỹ thuật. Một pha đột phá của Văn Tùng. Văn Tùng là cầu thủ có chiều cao tương đối khiêm tốn, nhưng là một cầu thủ rất khéo léo và đặc biệt là cái chân trái rất dẻo. Cầu thủ này được mệnh danh là Messi của xứ Thanh. Một pha băng về rất nhanh của Mạnh Quỳnh. Để đánh giá thấp hơn nên chúng ta cũng có thể thấy là cao thủ Mông Cổ không cần phải quá vội vàng ở trong các tình huống cố định như thế này. Nguy hiểm! Hàng thủ của U19 Việt Nam đã chơi khá lỏng lẻo ở trong tình huống vừa rồi. Thiếu chút nữa là cầu thủ áo số 12 hậu vệ Musai Khan đã có một tình huống vô lê nguy hiểm thật sự. Duy Triết, Quang Thịnh, 10 giây cuối cùng mà thôi. Kim Nhật, như vậy lúc này trọng tài người Ả Rập Saudi ông Khalid Saleh Al Turais đã nói còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, trận đấu giữa hai đội U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ. Hiệp một trận đấu, các thủ U19 Việt Nam đã kiểm soát được rất nhiều bóng, gần 70%, cũng tung ra hơn 10 pha dứt điểm, nhưng họ vẫn chưa một lần nào đưa bóng vào lưới của U19 Mông Cổ và hai đội rời sân sau hiệp đấu đầu tiên với tỷ số là 0-0.
Tôi hài lòng với chiến thắng của toàn đội. Đây chỉ là giao hữu, nhưng đó là trận giao hữu với câu lạc bộ mạnh của nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Tôi tin trận đấu này sẽ củng cố nhiều sự tự tin cho các cầu thủ. Sau trận, tôi còn nói chuyện với đội trưởng Sarajevo. Cậu ta chúc mừng chúng tôi, bảo đội bóng của chúng tôi thực sự chơi bóng chứ không chỉ đá giao hữu. Điều đó chứng tỏ trận này với họ rất quan trọng. Cậu ấy thừa nhận Sarajevo chỉ có vài cá nhân tạo được đột biến. Một đội bóng như thế, nếu gặp những đội chơi tập thể như U19 Việt Nam thì nhiều khả năng sẽ thất bại. Điều tôi hài lòng nhất ở các học trò chính là trước một đối thủ to cao tới từ châu Âu, cầu thủ U19 Việt Nam đã chơi tốt, không sợ hãi, đồng bộ, chặt chẽ, mạnh mẽ và không hề do dự suốt 90 phút. Họ đã tiến bộ hơn nhiều so với 3 tuần trước. Phải nói thật là, mỗi khi tôi ra sân tập, tôi thấy họ tự tin hơn, giàu tinh thần chiến đấu hơn, thoải mái hơn. Họ tiến bộ từng bước. Các cầu thủ đã sẵn sàng cho trận mở màn gặp Mông Cổ tại vòng loại U19 châu Á 2020. Tôi tin chiến thắng trước Mông Cổ sẽ củng cố thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Thực lòng vào lúc này, tôi chưa muốn ra quyết định cuối cùng về danh sách đội U19 Việt Nam. Tôi muốn giữ kín điều này trước khi vòng loại U19 châu Á 2020 bắt đầu. Có thể tôi sẽ chốt danh sách vào ngày 3 tháng 1 tới đây. Cầu thủ mặc áo số 15 đó là Phạm Văn Thủ, cầu thủ của Đà Nẵng đã vào sân để thay thế cho cầu thủ chạy cánh phải Hồ Khắc Lương. Hồ Khắc Lương ở trong hiệp thi đấu thứ nhất chỉ chơi xong 6 trong phút đầu tiên rồi sau đó đã thi đấu chưa thực sự tốt. Và huấn luyện viên Philippe Jouzier đã phải có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp thi đấu thứ hai. Và đó là sự điều chỉnh đầu tiên, sự thay đổi người đầu tiên của U19 Việt Nam ở trong trận đấu này. Nhìn chung trong hiệp 1, U19 Việt Nam đã tạo nên thế trận lấn lướt, kiểm soát bóng nhiều hơn, có được nhiều pha kết thúc. Nhưng vấn đề kết thúc để ghi bàn thắng vẫn là một trong những điều mà các cầu thủ U19 Việt Nam vẫn chưa thể khắc phục được.
Bước vào hiệp thi đấu thứ hai U19, Việt Nam bảo vệ khung thành bên phần sân bên phải mà ảnh truyền hình của quý vị và các bạn trong trận cúp trắng. Chưa có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1 cũng là điều mà khiến các khán giả cảm thấy thất vọng. Khi mà U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn so với U19 Mông Cổ. Và đội Mông Cổ trong trận đấu ngày hôm nay suốt hiệp thi đấu thứ nhất thì họ chủ yếu chơi phòng ngự. Họ phòng ngự đến 5-7 cầu thủ ở bên phần sân nhà của mình. Và đặc biệt là tạo nên hai lớp phòng ngự 8 người. Duy Triết, Quang Thịnh, bóng về chân của Ilinia. Duy Triết, lúc này Tuấn Tài đang di chuyển, bóng về chân của Tuấn Tài và tiệm ăn ngoài của Tuấn Tài. Tuấn Tài Công Đến và xử lý tốt, rất mạnh dạn của Công Đến. Mạnh Quỳnh, quá đông các thủ U19 của Mông Cổ ở bên phần sân nhà của họ, và thật sự muốn xuyên thủng hàng phòng ngự này cũng không phải là một vấn đề rất dễ dàng cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Muốn vượt qua một rừng chân các cầu thủ áo xanh là một điều rất khó. Và chính vậy mà các thủ U19 Việt Nam khi mà chưa mở được tỷ số trận đấu thì họ sẽ chịu rất nhiều áp lực. Thành Khôi, Quang Thịnh và mở bóng cho Văn Hữu. Hơi vội vàng. Văn Hữu, Huỳnh Công Đến, lại là một pha xử lý không tốt của Huỳnh Công Đến. Nhưng ngay sau đó thì các thủ U19 Việt Nam đã gây áp lực lớn. Bóng chạm tay rồi. Một pha ngã người trước của Tuấn Tài. Và cầu thủ này đã để bóng chạm tay. Ném biên cho U19 Việt Nam. Mặc dù kỹ năng chưa thật sự tốt nhưng chúng ta có thể thấy là các thủ U19 Mông Cổ có thêm lý tưởng hơn. Duy Triết, Quang Thịnh. Một pha chuyền bóng dài khá tốt của Quang Thịnh nhưng hơi mạnh rồi. Và gây sức ép rất tốt của các thủ Mông Cổ. Nhưng ngay sau đó thì tiền vệ đội trưởng của U19 Mông Cổ để mất bóng. Quang Thịnh, khả năng chơi phòng ngự rất khó chịu của U19 Mông Cổ. Elinia, Duy Triết, huấn luyện viên người Slovakia luôn đứng trên đường biên và chỉ đạo các học trò của mình.
trong khi ông Philippe Jouzier chủ yếu ngồi ở trên băng ghế chỉ đạo. Ông ít khi bước ra bên ngoài để chỉ đạo các học trò của mình. Cần phải có một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay mới tạo nên một đà thuận lợi, bởi vì bảng đấu có Nhật Bản thì muốn giành được vị trí Nhật Bản là vô cùng khó khăn. Cú dứt điểm, một pha đi bóng đột phá và cú dứt điểm của Mạnh Quỳnh. Từ đầu trận đấu giờ thì Mạnh Quỳnh chơi rất xông xáo và cũng đã nhiều lần tung ra các pha dứt điểm. Thành Khôi không được rồi, một lần nữa Thành Khôi đã tung ra một pha chuyền bóng sửa lưng đồng đội của mình. Đây là cầu thủ thuộc lò đào tạo của Hoàng Gia Lai. Bóng đá trẻ Hoàng Gia Lai đã sản sinh ra khá nhiều cách tiêu vệ giỏi và lứa U22 sắp tới tham dự SEA Games cũng sẽ có một tiền vệ trung tâm của Hoàng Gia Lai là Trương Việt Hưng. Đây cũng là một tiền vệ đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và khả năng giữ nhịp đá chính cầu thủ này tại SEA Games sắp tới là rất lớn. Một pha chuyền bóng không tốt của đội trưởng Burep Seren. Lối chơi phòng ngự của U19 Mông Cổ phải nói là rất kỷ luật. Khá nguy hiểm. Một pha đột phá đầy bất ngờ của các thủ U19 Mông Cổ trong vòng vừa rồi. Các cổ động viên trên khán đài vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier tại giải đấu lần này. Ở giải đấu lần này thì vòng loại có tất cả các bảng từ A cho đến K. Bảng A tại Oman, bảng B tại Qatar, bảng C tại Tajikistan. Và Tajikistan đã trở thành đội đầu tiên giành xuất đến Uzbekistan. Đã có lỗi. Bảng D diễn ra tại Iran, bảng E thì diễn ra tại Bahrain, bảng F tại Ả Rập Saudi, bảng G tại Campuchia, bảng H tại Đài Loan, bảng Y tại Myanmar, bảng J tại Việt Nam và bảng K là tại Indonesia. Đây là vị trí đá phạt khá nguy hiểm. Từ đầu trận đấu đến giờ chúng ta cũng có thể chứng kiến được những tình huống sút xa cực kỳ khó chịu của các thủ Mông Cổ. Và vị trí này đội trưởng Ma số 9 Berep Suren với các chân trái của mình sẽ lợi hại hơn. Bên cạnh đó là số 8 tiền vệ Babun. Một tình huống cửa lòng chân trái không thành công, không chính xác của Berep Suren. Duy Triết. Từ khi Phạm Văn Hữu vào thì hành lang cánh phải của U19 Việt Nam lại chưa có được những pha tấn công tốt. Huỳnh Công đến. Duy Cường, Phạm Văn Hữu. Quang Thịnh, Duy Triết. Một pha mở bóng rất chính xác của Huỳnh Công đến.
Văn Hữu đi bóng rất tốc độ. Đã có lỗi của cầu thủ U19 chủ nhà. 10 phút của hiệp thi đấu thứ hai cũng đã trôi qua. Và trong 10 phút vừa qua thì cầu thủ U19 Việt Nam chưa tạo ra một tình huống nguy hiểm nào. Duy Triết, Mạnh Quỳnh, Thành Khôi, cầu thủ U19 Mông Cổ chủ yếu thi đấu bên nửa phần sân nhà của mình. Một lối chơi phòng ngự rất rõ ràng. Văn Tùng, Thành Khôi, những pha chuyền bóng quá mạnh của Thành Khôi. Thành Khôi chuyền bóng mạnh nhưng lại không chính xác ngay vị trí của đồng đội. Không có phạm lỗi. Chúng ta một lần nữa thấy được các cầu thủ U19 Mông Cổ đã gây sức ép rất lớn. Họ chơi pressing với thể lực rất tốt cho đến thời điểm này. Tình huống xử lý an toàn. Cầu thủ U19 Mông Cổ không hề quá mạo hiểm trong những tình huống xử lý bóng bên phần sân nhà. Và lúc này thì một cầu thủ đã có dấu hiệu bị vấp bẻ quá tải. Như vậy việc các cầu thủ U19 Mông Cổ phần nào sa sút về thể lực trong phần còn lại trận đấu cũng sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ U19 Việt Nam tìm ra được những kẽ hở để đến với khung thành của thủ môn Sanchi Anand. Chúng ta cũng có thể thấy là những gương mặt khá lo lắng của các cổ động viên Việt Nam khi họ chờ đợi bàn thắng của đội chủ nhà quá lâu rồi nhưng vẫn chưa đến. Chúng ta phải cần thấy được những chỉ đạo sáng nước của huấn luyện viên Philippe Troussier, người đã quá thành danh với các đội tuyển quốc gia từ Nam Phi, Burkina Faso, rồi sau đó cả Nhật Bản, Qatar. Các tình huống xử lý bóng của U19 Việt Nam chưa thật sự cảm giác bóng lắm. Mạnh Quỳnh, Võ Văn Hữu, huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục chuẩn bị có một sự thay đổi người nữa. Một vị trí thay đổi người ở hàng tiền vệ. Cơ hội, Duy Triết, Tuấn Tài, quá nhiều những tình huống đi bóng xử lý cá nhân, ít các pha phù hợp. Thành Khôi, Phạm Văn Hữu, Mạnh Quỳnh, Phạm Văn Tuấn, quá sát, đường chuyền quá sát vị trí của thủ thành Sanchi Anand.
Như vậy Mạnh Quỳnh là người rời sân, nhường chỗ cho số 16 là Ngô Đức Hoàng. Ngô Đức Hoàng là cầu thủ thuộc là đào tạo của Hà Nội. Và bên phía U19 Mông Cổ cũng có sự thay đổi người đầu tiên, số 20 đó là Edbon rời sân, nhường chỗ cho số 13 đó là Bujan Munbat. Huấn luyện viên Philippe Troussier đã sử dụng hai quyền thay đổi người cho đến thời điểm này. Cơ hội rất tốt, cú dứt điểm không vào. Một tình huống thoát xuống khá tốt, nhưng trong phòng vừa rồi thì Phạm Văn Hữu đã tung ra một pha kết thúc không chính xác. Phút thứ 63 trận đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ trong khổ vòng loại bảng C U19 châu Á năm 2020. Các đội bóng đang tranh suất để đến với Uzbekistan vào năm sau. Vòng chung kết tại Uzbekistan sẽ có 16 đội. Đội chủ nhà Uzbekistan vẫn tham gia vòng loại, nhưng tất nhiên họ đã có một suất rồi. Uzbekistan là đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số 2 khu vực Tây Á, còn Việt Nam thì nhóm thứ 2 của khu vực Đông Á. Lại là những pha phối hợp rất rời rạc, có quá nhiều những đường chuyền dài, ít có những pha phối hợp ngắn nhỏ. Lối chơi của huấn luyện viên Philippe Troussier rất khác so với nhiều huấn luyện viên khác tại Việt Nam. Tuấn Tài, Phạm Văn Hữu, bóng vẫn còn trong cuộc. Cần có những pha kết thúc xa, kết thúc. Như vậy là bàn thắng đã đến cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Như chúng tôi vừa nói, cần phải có pha kết thúc từ xa, và cầu thủ áo số 12 Nguyễn Thành Khôi của U19 Việt Nam, cầu thủ xuất thân từ là đào tạo Hoàng Gia Lai, đã có được bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Một cú sút căng như trái phá, bóng đi sát xà ngang và lên nóc cao khung thành, hoàn toàn đánh bại thủ thành Sanchi Anand, mang bàn thắng giải tỏa áp lực cho các thủ chủ nhà. Khi mà lối chơi ở phía trên bế tắc thì cần phải có những pha kết thúc từ xa, và đường chuyền lại cho Nguyễn Thành Khôi đã tạo nên một giải pháp tuyệt vời. Và bây giờ là tình huống tấn công khác cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Duy Triết, pha mở cánh chính xác cho Phạm Văn Hữu, vẫn là Phạm Văn Hữu đường chuyền. Tuấn Tài xử lý rất khéo, dứt điểm. Lúc này sau khi có bàn thắng thì các thủ U19 Việt Nam đã tự tin hơn. Vừa rồi là pha kết thúc của Kim Nhật. Như vậy bàn thắng của Nguyễn Thành Khôi đến ở phút thứ 64 của trận đấu. Đã có lỗi việt vị của Văn Tùng. Này một cầu thủ của U19 Việt Nam đã bị đông. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao cho huấn luyện viên Philippe Troussier toàn quyền chọn các trợ lý của mình, và trong số này cũng có một bác sĩ người nước ngoài, đó là ông Arian Diop,
Đây cũng là bác sĩ của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Có hai bác sĩ người nước ngoài có trong thành phần trợ lý ban huấn luyện của ông Philippe Jouzier, đó là huấn luyện viên Adrien Diop và huấn luyện viên Masucha Sochi. Di Truyết. Văn Tùng đã ở vào thế việt vị. Và xử lý tốt của các cầu thủ U19 Mông Cổ. Sau khi bị lọt lưới thì rõ ràng U19 Mông Cổ sẽ chơi ít co cụm bên phần sân nhà hơn, và điều đó sẽ giúp cho các thủ U19 Việt Nam có nhiều khoảng trống để có thể tiếp cận khung thành của thủ môn Sanchi Anan. Khi Ngô Đức Hoàng vào sân thì cầu thủ này đã lùi về đá vị trí tiền vệ. Huỳnh Công Đến đã được đẩy lên cao. Quang Thịnh, Đức Hoàng. Pha mổ chính xác của Ngô Đức Hoàng bằng chân trái cho Phạm Văn Hữu. Khó chịu, một pha căng ngang rất khó chịu, nhưng thủ thành Sanchi Anan đã kịp thời băng ra để bắt gọn bóng. Lúc này Huỳnh Công Đến đã dạt qua bên hành lang cánh phải. Văn Hữu, Công Đến. Tuấn Tài. Thành Khôi. Phạm Văn Hữu xin bóng và Thành Khoa đã quan sát thấy đồng đội của mình ở vị trí trống trải đường chuyền. Và gây sức ép rất lớn của các thủ U19 Việt Nam. Phút 70 của trận đấu, tỷ số là 1-0 nghiêng về cho các thủ U19 Việt Nam, với bàn thắng duy nhất đến thời điểm này được ghi cho công của Nguyễn Thành Khôi ở phút 64 trận đấu từ một pha xuất xa rất đẹp. Duy Cương, Phạm Văn Hữu. Ngô Đức Hoàng. Lại là một pha phối hợp không tốt của các thủ U19 Mông Cổ. Lối chơi của các thủ U19 Mông Cổ cho đến thời điểm này vẫn chủ yếu là phòng ngự. Dù bị dẫn bàn nhưng các thủ Mông Cổ vẫn không có những động thái để dâng cao tìm bàn gỡ, mà họ vẫn tiếp tục tạo nên một thế trận phòng ngự với hai hàng phòng ngự dày đặc bên phần sân nhà của mình.
Di Trinh. Tình huống áp sát của Tấn Tài. Đường truyền của Ngô Đức Hoàng, những pha mở cánh rất tốt của Ngô Đức Hoàng, vẫn không có được khoảng trống để xuất xa. Truyền bóng tốt nhưng pha xử lý của Tuấn Tài thì chưa tốt. Khi Mạnh Quỳnh rời sân thì những tình huống đá phạt góc ở làn cánh trái của U19 Việt Nam thuộc về Phan Tuấn Tài. Đã có lỗi chạm tay. Trở thành đội bóng đứng thứ nhì có thành tích tốt trong số 4 đội thì các thủ U19 Việt Nam ít nhất là phải có 6 điểm và bên cạnh đó phải có hiệu số bàn thắng tốt để so kè về các chỉ số phụ với các đội nhì bảng. Chúng ta biết khi mà bảng đấu có Nhật Bản thì mục tiêu của U19 Việt Nam rõ ràng sẽ là vị trí thứ hai cái thành tích tốt. Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh của mình ở trong trận đấu mở màn ngày hôm nay khi ghi 10 bàn thắng vào lưới của đảo Gam. Và bây giờ là Tuấn Tài. Cơ hội kết thúc không vào. Một cú sút rất mạnh. Cú dứt điểm rất mạnh của Văn Tùng nhưng bóng đã tìm đúng xa ngang cung thành của thủ môn Sanchi Anan. Lần đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay chúng ta thấy một cú ra chân rất mạnh của vua phá lưới giải U17 quốc gia vừa rồi. Cú sút rất căng. Nhưng xa ngang cung thành đã cứu thua cho các cầu thủ U19 Mông Cổ. Nguy hiểm! Như vậy là bàn thắng đã đến. Có lẽ là pha phản lưới nha. Tình huống phản lưới nhà của các thủ Mông Cổ từ một pha đá phạt góc của đội U19 Việt Nam. Bàn thắng đến rất bất ngờ, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Như vậy đúng là đã có tình huống phản lưới nhà của Zaklan. Người chạm bóng cuối cùng đó là số 2 Zaklan. Tỷ số đã là 2-0. Rõ ràng sau khi có bàn thắng giải tỏa áp lực thì lối chơi của các thủ U19 Việt Nam đã thanh thoát hơn. Nhưng họ cũng phải có sự trợ giúp từ các sai lầm của các thủ U19 Mông Cổ mới có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ngô Hoàng Đức. Tiếp tục là tình huống kiểm soát bóng của cầu thủ Hà Nội. Duy Cương. Phạm Văn Hữu. Cầu thủ đội trưởng số 9 Pure Suren chơi áp sát khá tốt.
Đường chuyền không chính xác của Tuấn Tài. Surabusen không có việc vị, rất khó chịu. Cú dứt điểm lại một lần nữa may mắn đã không đến với các cầu thủ Mông Cổ lần thứ hai ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng tìm đến xa ngang khung thành. Những cú sút xa phải nói là rất khó chịu của các cầu thủ Mông Cổ, nhưng may mắn vẫn đang đứng về phía các cầu thủ U19 Việt Nam. Tuấn Tài, Kim Nhật, Tuấn Tài, Kim Nhật và phần 1-2 khá tốt. Tình huống đi bóng lắc léo, penalty. Tình huống đột phá và nó là tuyệt vời của Kim Nhật. Kim Nhật đã rất mạnh dạn ở trong pha đi bóng vừa rồi. Và cuối cùng thì cầu thủ này đã khiến cho các thủ U19 Mông Cổ phạm lỗi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phạm lỗi rất rõ ràng. Và bây giờ thì các thủ U19 Việt Nam sẽ được hưởng một quả penalty. Cơ hội để nâng tỷ số lên 3-0. Như vậy tiền đạo Văn Tùng, Nguyễn Văn Tùng sẽ là người thực hiện quả penalty này. Cầu thủ trẻ người Thanh Hóa. Văn Tùng trước đó cũng đã có một cú sút bật sang ngang khung thành từ một cú vô lê sấm sét. Cú sút của Văn Tùng không thành công, nhưng cú đá bồi. Nhưng Văn Tùng đã có cú đá bồi thành công sau một pha dứt điểm khá mạnh trước đó bị thủ thành An đẩy ra. Và cầu thủ mang áo số 10 của đội U19 Việt Nam đã bình tĩnh thực hiện cú đá bồi, nâng tỷ số lên 3-0 cho các thủ U19 Việt Nam. Cú đá khá khó chịu, nhưng thủ thành Sanchi Anan cũng đã chơi rất hay. Chúng ta cùng xem lại tình huống bay người rất đẹp của Sanchi Anan. Mông Cổ tiếp tục có sự thay đổi người. Cầu thủ mặc áo số 6 đó là Mian Ganbu. Và người rời sân là cầu thủ mặc áo số 11 Naran Chimek. Đã có tình huống phạm lỗi, chiếc thẻ vàng đã được rút ra. Có vẻ chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Duy Cương. Đúng là pha phạm lỗi của Lương Duy Cương. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với quả đá phạt của các cầu thủ U19 Mông Cổ. U19 Mông Cổ cũng đã có 2 phiếu thay người. Và tình huống đá phạt cũng đã diễn ra không thành công. Như vậy, một vị trí thay đổi người trên hàng tiền đạo của U19 Việt Nam. Tiền đạo người Thanh Hóa Phan Văn Tùng, người vừa thực hiện thành công quả penalty sau cú đá bồi, đã rời sân và nhường chỗ cho tiền đạo mang áo số 11, đó là Đỗ Tấn Thành. Đỗ Tấn Thành là cầu thủ chơi cho đội hạng nhất Phố Hiến ở mùa giải hạng nhất quốc gia vừa rồi, đội bóng Á quân của giải hạng nhất quốc gia.
Như vậy huấn luyện viên Philippe Troussier đã sử dụng cả 3 phiếu thay người của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và các vị trí thay người chủ yếu ở hàng tiền vệ. Và vừa rồi là sự thay đổi người ở hàng tiền đạo. Và phù hợp không tốt. Tình huống lui về gây sức ép lớn. Và Kim Nhật là người đã phạm lỗi. Kim Nhật chính là cầu thủ có pha đột phá dũng mãnh ở trong vòng cấm, giúp cho các thủ U19 Việt Nam có được quả penalty. Và Nguyễn Văn Tùng đã nâng tỷ số lên 3-0 cho các thủ U19 Việt Nam. Như vậy chiếc thẻ vàng cũng đã được trọng tài người Ả Rập Saudi rút ra cho cầu thủ của U19 Mông Cổ. Kim Nhật đã hơi chần chừ trong phòng vừa rồi. Lúc này thì các thủ U19 Mông Cổ đã dâng cao lên. Họ không còn lý do gì để phải chơi phòng ngự cao cầm bên phần sân nhà nữa. Nhưng cầu thủ màu số 3 Tuya đã không thể vượt qua 3 cầu thủ áo trắng của U19 Việt Nam. Duy Triết, Quang Thịnh, lúc này ở vị trí trung vệ, Quang Thịnh thi đấu khá chững chạc và cũng có những đường chuyền dài vượt tuyến rất tốt. Thành Khôi quá mạnh. Vừa rồi là pha chuyền bóng hơi mạnh của Kim Nhật. Cầu thủ của Viettel Kim Nhật trong trận đấu ngày hôm nay đã chơi khá song sáo. Đức Hoàng, Thành Khôi công đến và chuyền bóng chính xác cho Phạm Văn Hữu. Chỉ kiếm được quả đá phạt góc cho các thủ Việt Nam. Ngô Đức Hoàng, Duy Triết, Hoàng Thịnh, Đức Hoàng, Tuấn Tài. Và chuyền bóng của Kim Nhật đã có phạm lỗi rồi. Quả đá phạt cho U19 Việt Nam, phút thứ 86 trận đấu. U19 Việt Nam vẫn đang dẫn 3 bàn cách biệt, thời gian không còn nhiều. Và có lẽ U19 Việt Nam sẽ giành 3 điểm trọn vẹn ở trong trận ra quân này. Một khởi đầu tốt cho thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Và đây là một giải đấu chính thức đầu tiên của vị huấn luyện viên người Pháp có biệt danh là Phù Thủy Trắng. Trước đó thì ông Philippe Troussier cũng đã từng nằm trong danh sách ứng viên là huấn luyện viên của đội tuyển Malaysia. Nhưng sau đó thì mọi thứ đã không đạt được thỏa thuận. Cơ hội đánh đâu không vào. Một pha treo bóng rất tuyệt vời của Huỳnh Công Đến.
Các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đã băng xuống khá tốt ở trong tình huống này, nhưng bóng hơi cao, bóng hơi cao so với Đỗ Tấn Thành. Đỗ Tấn Thành pha đột phá hơi mạnh rồi. Chiến thắng 3-0 cũng là một khởi đầu tuyệt vời cho U19 Việt Nam ở trong trận ra quân ngày hôm nay. Duy Triết, hiệp 1 thì vừa lối chơi còn cầm phòng ngự của U19 Mông Cổ thì U19 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên sau đó thì sức ép đã được giải tỏa sau cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp của Thành Khôi. Và từ đó khung thành của U19 Mông Cổ đã bắt đầu mở cửa nhiều hơn. Cơ hội không được rồi. Đó là một pha băng xuống rất cơ bản, nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam đã chưa thực hiện một cách trọn vẹn nhất. Trong khi thủ môn của đội U19 Mông Cổ đó là Anan đã có pha ra vào tuyệt vời. Dù đã có 3 bàn thua nhưng có lẽ đến thời điểm này thì thủ thành Sanchi Anan cũng thi đấu khá xuất sắc trong khung gỗ của U19 Mông Cổ. Những pha bay người cứu thua khá tốt. Cú dứt điểm của Nguyễn Thành Khôi là không thể cản phá. Pha đánh đá phản lưới nhà của đồng đội thì đó là một tình huống bất lực. Và ở tình huống đá penalty thì Sanchi Anan cũng đã cản phá được cú sút của Văn Tùng, nhưng cú sút quá mạnh khiến cầu thủ môn này không thể bắt dính được. Và Văn Tùng đã có cơ hội để băng vào thực hiện cú đá bồi thành bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 79 cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Lúc này thì chúng ta cũng có thể thấy được dấu hiệu quá tải của các thủ U19 Mông Cổ. Nhiều cầu thủ đã bị vợp bể và phải cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Cầu thủ đang bị đau và bẻ trên sân đó là Adene Tuya. Đây là một trong những cầu thủ đã có pha sút xa rất khó chịu và bật sàn ngang khung thành của thủ môn Ielinie trong hiệp thi đấu thứ nhất. Duy Triết, Thành Khôi. Thành Khôi chơi vị trí tiền vệ phòng ngự khá tốt lúc này. Và qua người rất hay. Tình huống bật tường. Nhưng trung vệ của U19 Mông Cổ đã xử lý tốt. 3 phút sẽ được cộng thêm cho trận đấu này. Tuấn Tài. Duy Triết. Đỗ Tấn Thành. Tuấn Hữu, Thành Khôi, Duy Cương, Ngô Đức Hoàng. Và chuyền bóng hơi dài của Ngô Đức Hoàng. Trận đấu đang bước sang phút cộng thêm. Bên phía Mông Cổ đang chuẩn bị có sự thay đổi người cuối cùng. Số 14 Atavan đang chuẩn bị tung vào sân. Atavan là một cầu thủ chơi vị trí tiền vệ, đã có lỗi việt vị rồi.
Ataban vào sân để thay thế cho tiền vệ mạo số 5 Gareth. Gareth trước đó đã bị đau, bị vấp bẻ, và lúc này thì huấn luyện viên người Slovakia Boris Rastislav buộc phải có sự thay đổi rồi. Một cầu thủ của U19 Việt Nam đã bị đau nằm trên sân. Nhưng các cầu thủ Mông Cổ trong thế trận mà bị dẫn bại như thế này thì họ đã không còn nghĩ đến việc chơi fair play. Thời gian cộng thêm cũng đã hết, và trọng tài người Ả Rập Saudi đã phải chờ một thêm có lẽ thêm một phút nữa khi mà cao thủ bị chấn thương, cộng thêm cho thời gian chết bị chấn thương ở những phút cộng thêm này. Huấn luyện viên Philippe Jouzier đã hết quyền thay đổi người. Như vậy có thể nói đến thời điểm này U19 Việt Nam đã có được chiến thắng đầu tiên và sẽ tạm thời xếp vị trí thứ hai sau đội U19 Nhật Bản, do kém hơn về số bàn thắng ghi được, về chỉ số phụ. Nhật Bản đã ghi 10 bàn vào lưới của đảo Gam, còn U19 Việt Nam thì ghi 3 bàn vào lưới của Mông Cổ trên lúc này. Về tương quan lực lượng và sự đánh giá ở bảng đấu này, Nhật Bản đánh giá cao nhất, sau đó đến Việt Nam và Mông Cổ xếp thứ ba, cuối cùng là đảo Gam. Và đó cũng là thứ tự xếp hạt giống 4 cột khi mà bốc thăm. Và mọi thứ có vẻ như đang diễn ra đúng với trật tự của nó. Lúc này U19 Việt Nam chỉ thi đấu có 10 người trên sân mà thôi. Đã có một tình huống phạm lỗi, có những phản ứng. Vậy chúng ta cũng có thể thấy là các cầu thủ U19 Mông Cổ cũng đã có những phản ứng rất mạnh. Dù đã có những pha đẩy người nhưng trọng tài Ả Rập Saudi đã hoàn toàn không rút thẻ vàng, cũng không có những pha phản ứng quá mức. Và như vậy lúc này trọng tài người Ả Rập Saudi Turais đã nói còi kết thúc trận đấu giữa hai đội U19 Việt Nam và U19 Mông Cổ trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng G vòng loại U19 châu Á năm 2020. Đội U19 Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số là 3-0 nhờ các pha lập công của Thành Khôi phút thứ 64.